Hello, ở bên chị xin kính chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của bên chị nha. Chúng tôi không thể chấp nhận hình ảnh này, hãy đảm bảo hình ảnh thể hiện rõ khuôn mặt của bạn và không có thêm người nào khác. Thì các bạn thấy đây là một cái dạng mà Facebook yêu cầu các bạn checkpoint hình ảnh của chính bạn. Ở đây mình sẽ nói thêm cái phần này nha các bạn. Có một cái dạng khác là Facebook yêu cầu các bạn là chụp giấy tờ tùy thân của chính bạn. Đối với cái dạng đó thì các bạn cầm cái giấy tờ tùy thân và các bạn chụp trùng với khuôn mặt của bạn, các bạn up lên. Còn đối với dạng này á, thì mình sẽ up cái hình ảnh nó trùng với avatar của mình, hoặc là một tấm hình nó trùng với những cái hình ảnh mà mình đã up trên thư viện của Facebook trước đó. Đó. Thì các bạn lưu ý nha, những cái hình ảnh này đó là những cái hình ảnh của chính bạn. Các bạn không có download về trên mạng, các bạn chụp thật là rõ và các bạn up lên. Đó thì các bạn thấy mình up lên rồi mà Facebook nó không có chịu. Sao mình không chịu đây? Thì mình sẽ làm cái dạng này để cho các bạn thấy nha. Ok, bây giờ go. Đó thì bây giờ mình có một cái tài khoản này các bạn. Tài khoản của cô này đây. Đó thì các bạn thấy cái bảng thông báo thân quen ở đây nè. Chỉ vài bước nữa là bạn có thể đăng nhập lại tiếp tục. Thì ở đây Facebook yêu cầu là bạn là up hình ảnh lên của chính bạn. Đó thì mình sẽ up đúng cái hình ảnh này. Cái hình ảnh này nó trùng với cái lại avatar của cái Facebook này. Đó các bạn thấy mình up lên là Facebook nó không có chịu các bạn. Không có chịu. Mặc dù đúng mà sao nó không chịu cây vậy. Ok, mình up lại có được không? Các bạn thấy không được nè, không chịu. Ok, bây giờ mình có một cái thuật nhỏ như thế này. Các bạn dùng một cái trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ. Các bạn chỉnh sửa lại cái hình ảnh này cho mình nha. Bây giờ là mình sẽ quay cái hình ảnh này lại. Bây giờ nhìn sang trái không được, mình chỉnh sửa lại nhìn sang phải thì sao? Các bạn có thể tùy chỉnh cái hình ảnh này nó lớn hơn một chút xíu. Các bạn có thể xoay nó lại. Bây giờ mình up lên lại coi sao. Đó thì các bạn thấy là ok được đó. Bây giờ mình chỉ việc đợi thôi. Thì cái bước này thì mình đã làm rất là nhiều lần rồi các bạn. Ok, đây là một cái dạng Facebook check cái vị trí. Ở đây mình đăng nhập sai cái vị trí nè, cho nên Facebook nó kích hoạt cái chức năng này. Thì các bạn có thể gửi những cái link kháng cáo. Ở đây mình có một video mình làm rồi. Các bạn có thể vào phần miêu tả, các bạn xem những cái link mình để dưới phần miêu tả của cái video vừa rồi á. Đó. Và trong thời gian chờ đợi, khi các bạn up cái hình ảnh của các bạn lên á, và các bạn gửi những cái link kháng cáo á, các bạn hạn chế các bạn log in hoặc là log out nhiều quá nha. Đó, các bạn để ý với mình cái dòng ở đây không phải duyên đăng nhập ở đây thì các bạn không có đăng xuất nha. Các bạn có tắt đi á, thì các bạn vuốt nó bỏ đi thôi. Các bạn sau đó các bạn chỉ việc các bạn chờ thôi. Ở đây mình dùng một cái tài khoản khác, mình search thử cái tài khoản này coi sao, có thấy không? Ở đây cái tài khoản này nó là bạn bè rồi nè. Bây giờ mình search không có thấy đó. Ok, đó thì các bạn có việc để im đó nha, đừng có log out log in nó nhiều quá nhiều lần nha. Tầm khoảng sau 24 giờ thì ở đây mình đã gửi những cái link kháng cáo rồi. Thì mình cứ việc đợi thôi. Thì mình sẽ vào một cái tài khoản khác, mình search lại cái tài khoản này, mình kiểm tra có thấy không. Đó các bạn thấy là khi mà mình search được rồi đó, là tới cái bước này các bạn yên tâm. Ok, bây giờ mình sẽ vào trình duyệt Facebook cũ này, mình log in lại coi sao. Đó thì các bạn thấy sau 24 giờ thì mình không đăng xuất hoặc là đăng nhập quá nhiều lần, mình up đúng cái hình ảnh của mình lên đây và Facebook họ đã mở lại cái tài khoản này cho mình. Đó, chỉ vậy thôi.
Đó, thì các bạn thấy hồi nãy mình up lên là đúng cái hình ảnh avatar nè, họ quét nè. Nếu mà trùng cái hình ảnh avatar của chính bạn và không vi phạm chính sách cộng đồng gì nhiều, các bạn mày vi phạm lỗi spam nhiều quá coi chừng là nó treo 1 tháng 2 tháng là bình thường. Ở đây là nó bị lỗi là lỗi cái vị trí thôi, không sao. Các bạn thấy mình quay cái hình ảnh này nhìn bên phải, hồi nãy thì nhìn bên trái không được, nhìn nhìn bên phải thì được. Đó thì mình có một cái thủ thuật nhỏ nhỏ như vậy thôi, gửi đến tất cả các anh các chị và các bạn. Cảm ơn các anh các chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Trân trọng và hẹn gặp lại các anh các chị.